đây, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là thu nhập của mình một tháng bao nhiêu. Và mình cũng nhiều bạn cũng sâu rồi, nhưng mà mình cũng muốn là sâu lại cho các bạn xem. Mình chả giấu gì các bạn cả, nhưng mà thực ra thì cũng kênh của mình nó bé, nó không có nhiều. 5 giờ không có 1.000 là ok. Có người yêu chưa? Chưa có người yêu. Hiện tại chưa có người yêu. Ok, và mình sẽ chỉ xem cho các bạn xem là tháng vừa rồi mình được bao nhiêu, và đây là số lượng, số tiền mà mình được tháng này, tháng trước mình được bao nhiêu. Thì tháng trước thì kênh của mình chỉ được để mình có chỉ không chat này. Không chat. Tháng trước của mình thì được 500, gần 600 nghìn lượt xem. Ok chưa? Ok Natsu, wait for me. Well, 5 minutes. I will show some my info in YouTube. 5 minutes. Đây, kênh của mình một tháng mình chỉ tầm được khoảng 600.000 view thôi, chưa đến 600.000 view. Và tháng trước thì thường thì chủ yếu là các bạn để ý nhá, Brazil nhiều quá. Brazil với lại Hoa Kỳ với Nhật Bản, hai cái nước này này, Brazil, Hoa Kỳ với lại Nhật Bản là hai khu vực mà có chỉ số cao ấy. Vì vậy là khi mọi người mà cứ xem được những cái địa lý này nó xem nhiều á, thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Brazil thì nó thấp quá, Ấn Độ với Mexico nó thấp á. Nên là đây, chỉ ở tháng trước là mình cũng làm, nó cũng lì tiều quá, mình không có thời gian. Hai nữa là lượng view của mình cũng thấp. Hình như là tháng này là tầm tháng 1 đấy, là cái tháng đi nước ngoài họ đi học ấy. Thì thông thường là game này nó cũng đấy. Ok, và tháng trước thì mình được gần 900 đô, 974 thì ghi ra tiền Việt tầm độ khoảng 22 đồng, 22 củ tầm đấy, nó không có nhiều. Mình biết là trong học viện YouTube. What are you talking about? Talking about the money of my channel on the last month. Last month. Thì nó không có nhiều. You stream RCC? Yes. Thực ra nó không phải là giàu lắm, thực ra là mấy cái này nếu mà làm những cái này thì mọi người biết là những cái này nó không giàu, thực ra nó không giàu. So với những người khác thì mình còn yếu hơn rất nhiều. Giờ mình vẫn sâu trai đây. Đây, và đây là tháng trước của mình. Thực ra này còn tháng Tết của mình thì có lẽ là đây, mình sẽ show cho các bạn tháng Tết mình kiếm được bao nhiêu tiền ha. Spell my name please, no. If you donation for me, I will spell your name. Đây là số tiền mình kiếm được vào tháng Tết. Nó gần 900 view, 900.000 view. Và số tiền của mình kiếm được đây. Thời gian thì nó cũng... Đây là một tháng mà nó to nhất của mình. Đây là một tháng to nhất của mình. Và chủ yếu các bạn xem này, chủ yếu là Hoa Kỳ, Nhật Bản này, hai cái nước này nó xem càng nhiều thì các bạn càng nhiều tiền. Hồi CIL anh được nhiều không? CIL Final á, CIL Final. Là đấy là tháng 12 đấy. Và tháng này đấy, CIL anh được đấy, đấy. Sau đấy là anh phải bị hai gậy. Xe tàu, thực ra xe tàu không có một đồng nào, có một vài đồng, nó quá ít, quá ít luôn. Xe tàu hầu như là toàn mấy cái view liều tiều à. Nhưng mà cái hồi đấy thì mình chỉ có một mình livestream á, vì vậy là mình cũng có được view từ bên đấy, cũng có nhiều sub. Đấy, 800.000 view, 800.000 view được 1.700. Cái hồi đấy tháng cuối năm thì nó là cái, thực ra cái số tiền này nó bé hơn so với những người mà mình biết là làm YouTube họ giỏi hơn mình rất nhiều và kiếm được hơn mình rất nhiều. Đây còn đấy, nhưng mà hồi đấy thì hầu như là bọn nước ngoài nó lại không thích xem cái xe tàu đâu, bọn nó không thích xem, các bạn cứ để ý view á, nó không có thích xem. Ok, và đấy thôi, chia sẻ đấy thôi nhé, chia sẻ cho mọi người biết thế thôi, chứ còn mọi người gọi là
biết thế vậy thôi, chứ còn biết vậy cũng để chỉ biết vậy thôi. Còn tháng 2 mình đây, tháng 2 này đói kém lắm rồi. Tháng này mình cố gắng được tầm được khoảng 400-500 đô thôi. Chứ tầm kiểu này nó đói lắm. Ok, tại vì là tháng này Invisible, ok, let's go, build Việt thấp hơn. Đúng rồi, build Việt thấp hơn nhiều. Đấy, tháng 2 vừa rồi này, 18 ngày mà được mỗi 160 đô, 169 đô, 710 này. Em đang bè mà, ok, let's go.